Bổ sung DHA dạng giọt vitamin Nature's DHA Drops 50ml là sản phẩm chiết xuất từ tự nhiên, mang đến khả năng bổ sung DHA hỗ trợ tốt cho thị lực và não bé trong giai đoạn từ 3 tháng tới 5 tuổi. DHA Drops được thiết kế dạng chai nhỏ giọt tiện lợi khi sử dụng, hương vị thơm ngon, dễ uống, không có mùi khó chịu như những sản phẩm thông thường khác. Dung tích 50ml, sản phẩm phù hợp cho trẻ từ 3 tháng, 5 tuổi. Vitamin Nature's DHA Drops Nature's được biết tới là sản phẩm có chiết xuất từ 100% thành phần tự nhiên, không chỉ hỗ trợ sức khỏe, trí não và thị giác của bé. DHA Drops, DHA dạng giọt cho bé được thiết kế dưới dạng chai nhỏ tiện lợi, dễ sử dụng, dễ uống, không chứa những thành phần khó chịu như những sản phẩm thông thường khác. Sản phẩm được thiết kế dạng nhỏ giọt, vì vậy có thể dễ dàng cho bé sử dụng, hơn nữa vị chanh thơm ngon dễ uống, không gây cảm giác khó chịu khi uống, giúp bé thích thú hơn khi sử dụng. Công dụng chính của sản phẩm: bổ sung DHA, EPA cho trẻ nhỏ, hỗ trợ trí não, thị giác phát triển, hỗ trợ khả năng nhận thức cho trẻ. Thành phần của sản phẩm: Omega 3 Fatty Acids 500mg, Eicosapentaenoic Acid EPA 100mg, Docosahexaenoic Acid DHA 350mg. Đối tượng sử dụng sản phẩm phù hợp cho trẻ từ 3 tháng, 5 tuổi. Giới thiệu về thương hiệu Nature's Ice. Nature's Ice là một trong những thương hiệu uy tín của Anh, được xây dựng và hình thành từ năm 1981. Trong suốt chặng đường dài nghiên cứu, phát triển, Nature's Ice đã đạt một kho tàng thành tựu với loạt giải thưởng khá tự hào về sản phẩm xuất sắc, sáng tạo được hội đồng các chuyên gia đầu ngành cân nhắc và thẩm định. Nổi bật trong những sản phẩm bổ sung vitamin, khoáng chất có thể kể đến là các sản phẩm bổ sung vitamin cho bé, sản phẩm lợi sữa cho phụ nữ sau sinh,